Thưa quý vị và các bạn, từ ngày hôm nay, mọi kiến nghị bức xúc của người dân đều có thể chuyển trực tiếp đến chính phủ chỉ bằng cú click chuột. Vì trang web ngườidân.chinhphu.vn đã bắt đầu đi vào hoạt động. Trang web giữa chính phủ và người dân sẽ được Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trực tiếp điều hành. Những nội dung mà người dân có thể phản ánh thông qua trang web này như phản ánh về cơ chế chính sách phục vụ chưa đáp ứng nhu cầu, hành vi của cán bộ công chức trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, đề xuất sáng kiến cải cách trong phục vụ công chức. Hy vọng qua trang web này sẽ tạo sự liên kết, nắm bắt những bức xúc kiến nghị của người dân để điều chỉnh kịp thời trong quá trình thực thi chính sách pháp luật.